Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, mình đang có ươm được một cái hộp của cây này nè. Để các bạn dòm coi biết đây là cây gì không? Chắc còn nhỏ quá thì chắc dòm khó biết. Đây là cây me đó các bạn. Cây me thì ở Việt Nam thì mình ăn hột nó, mình giục nó thì nó lên dễ, rất là dễ lên. Nhưng mà mình muốn chia sẻ đây là cây me mình trồng ở Canada nha các bạn. Cây me đầu tiên được trồng ở Canada. Ở đây thì mình trồng ở trong nhà thôi nha các bạn, ở ngoài lạnh quá cho nên trồng không có được. Mùa hè thì mình bưng ra mình để ở ngoài được thôi, nhưng khi mà lạnh thì mình phải đem vào trong mấy tháng mùa đông. Me này thì mình mua me mình về mình ăn, mình nấu canh chua đó các bạn, mình cái hộp cái mình giục ở đây cái nó lên xong sẵn mình bưng ra mình trồng luôn. Mình rất thích trồng cây. Ở nhà thì chỗ nào mà có cửa mình nhét được thì mình trồng hết. Đây là cây me. Còn kế bên đây các bạn biết hai cây là cây gì không? Giờ này chắc không biết đâu, còn nhỏ quá. Đây là hai cái cây chanh dây đây. Chanh dây này mình lấy hộp ở Việt Nam á, mình đem qua cái mình ươm ở giờ nó lên nè các bạn. Bây giờ thì mùa đông ở ngoài lạnh quá cho nên mình không có để ở ngoài được. Mình phải để ở gần cửa sổ nó có ánh sáng để nó lên, khi mà ấm rồi mình sẽ đem ra ngoài trở lại. Đây là lần đầu tiên mình trồng thử, mình thí nghiệm chứ chưa có biết là trồng được hay không nữa. Đó là hai cây chanh dây đó. Sẵn cái cây me này nó lớn rồi, mình bứng nó ra ngoài chậu luôn. Tại vì mình để trong đây nó mốc nó không được tốt, nó không có đủ ánh sáng đó, cho nên mình bứng ra mình để gần cửa sổ còn cho nó có cái ánh sáng luôn. Ăn không có rễ sâu quá hả? Này mình trồng ở đây trái thì mình không biết ăn được hay không, tại vì mình trồng ở trong nhà đó các bạn, cho nên nghĩ là không có ăn trái được đâu. Nhưng mà các bạn nếu mà ở miền Tây biết thì me của mình ăn lá được, cho nên mình trồng thì mình có thể ăn lá me để dành nấu canh chua ăn rất ngon. Đó, mình bứng ra mình để nó thôi, mình chờ cho nó lớn. Thì bây giờ để mình dắt các bạn đi xem cái cây mai y cây me lớn của mình trồng lâu năm rồi ha. Mời các bạn đi theo mình xem. Đây là cây me của mình trồng được lâu năm rồi nè các bạn. Cây này nghĩ chắc cũng được 7-8 năm có rồi ạ. Cao được chắc cũng khoảng 3-4 thước vậy đó, gần đụng tới nóc nhà luôn đó các bạn. Cây me đầu tiên được trồng ở Canada nha các bạn. Cây me này mình trồng ở đây là mình để ở trong nhà không? Tại vì ở ngoài trời nó lạnh cho nên mình để ngoài đó không được. Chỉ được mấy tháng hè thôi. Mùa đông thì mình phải dọi vô trong nhà, nếu không thì nó chết. Cây me thì mình trồng ở đây thì dự tính của mình là để hái lá me ăn thôi các bạn. Trái thì mình không biết là có được hay không,
tại vì trồng ở trong nhà mình không có biết nó như thế nào á. Lá thì chắc nghĩ là ăn được rồi, cũng có ăn được vài lần rồi các bạn. Mình trồng trong nhà quan trọng thì có đầy đủ ánh sáng là cây nó tốt à. Nếu mà không có đủ ánh sáng thì mình phải lên đèn cho nó. Ở quê thì mình thường hái lá me này để nấu canh chua các bạn. Khi mình tuốt cái lá già nó, mình bỏ cái lá non nó mọc lên nó, cái mình tuốt lá nó, lá non á, mình nấu canh chua ăn rất ngon. Nhìn thấy cây tốt không các bạn? Đó, nó cao gần đụng nóc nhà luôn. Cây này mình nghĩ chắc cũng 7-8 năm có rồi. Ở đây thì mình chịu khó mùa hè cái mình bưng ra ngoài mình để cho nó hưởng không khí nóng mùa hè, khi lạnh thì mình ăn vào. Còn đây là các bạn biết cái mấy cái bụi gì không? Đây là mấy cái bụi gấm dùng để nấu xôi á các bạn. Giống gì ở Việt Nam đó bạn, cũng không có thua gì đâu, mình chịu cực chút xíu thôi, phải chăm sóc nó kỹ lưỡng. Với các bạn tới đây thôi ha. Ok, chào các bạn.